Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nhựa Đen. Trong video chia sẻ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em rút Popper về sàn Bitget. Ở bên nào mình vừa check ra thì ở bên phía dự án Popper thì cung cấp cho chúng ta con chắc của nó là con chắc trên mạng Ethereum. Chính vì thế nên là nếu anh em mà chúng ta xác định là chúng ta được ít token ấy, thì lời khuyên là các bạn nên rút thẳng với Bitget để các bạn đỡ tốn phí. Bởi vì nếu như mà anh em cỡ lên thì mình nghĩ là ở với giá gas hiện tại thì hết ít nhất là anh em phải hết cỡ 10-20 đô. Đấy. Hiện tại là ga 31 thì anh em phải hết cỡ độ khoảng 20 đô. Thì nếu như các bạn được khoảng 5-6 token hoặc cỡ 100 token ấy, thì các bạn không được bao nhiêu đồng hơn đâu. Kể cả giá Bitget nó có thấp hơn một chút thì anh em cũng nên rút Bitget. Còn nếu anh em kiên nhẫn một chút thì các bạn có thể chờ đợi sang đến ngày mai xem là còn sàn nào nữa để người ta rút sang hay không. Đấy, đây là lời khuyên của mình thôi. Dĩ nhiên anh em thích rút về đâu rút nhé, không phải là không có đến lúc là giá cao nó thấp nó lại bảo là admin dụ hay là như thế nào nhé. Thì đối với cái sàn này thì hiện nay thì các bạn rút như sau. Thao tác trước tiên là các bạn sẽ vào giao diện của cái trang Arop này. Các bạn kết nối ví và sau khi kết nối thì nó ra giao diện này. Chúng ta sẽ vào đây các bạn check này. Đây chúng ta check eligible này. Check tiếp này. Rồi đây thì có hai lựa chọn, một là rút về ví cá nhân, hai lựa chọn rút Bitget. Các bạn tích lựa chọn rút Bitget các bạn ấn like nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ copy cái phần địa chỉ ở phần UID chúng ta nhé. Paste đây này. Còn địa chỉ ví thì các bạn tìm đồng coin là Popper, chúng ta copy phần địa chỉ ví ngay trên Bitget thôi. Đấy, là địa chỉ ví chính ở trên Bitget luôn. Các bạn paste vào đây. Rồi các bạn vào sign and confirm này. Bây giờ ký phát là xác nhận là sẽ rút về đấy nhé. Đấy. Rồi bây giờ mình đã set thành công rồi này. Các bạn có thể gửi thêm một cái từ, gửi thêm một cái từ ở trên Twitter nhé. Cái này thì mình cũng đã gửi rồi. Đấy. Và đây là tất cả những cái bước để anh em có thể rút tiền thành công đối với dự án Popper. Hy vọng là anh em chúng ta có thể hoàn thành đầy đủ các bước. Và đây thì mình cũng xin thông tin với anh em một chút là hiện nay ở trên phía sàn Bitget thì chúng ta cũng có một cái pool giải thưởng. Nhưng mà không phải là giải thưởng cho cái này. Tức là cái dự án này thì nó cũng sẽ có một cái chương trình iRope. Nó có một cái chương trình iRope với dự án này. Đấy. Nhưng mà nó là cái chương trình liên quan đến này cơ. Nó liên quan đến POX, Staker cơ. Staking, xin lỗi anh em, Staking. Thì cái này thì dĩ nhiên là cái này thì nó cũng không thực sự ok lắm, không thực sự ngon lắm nên mình cũng không có thông tin nhiều. Đây cho mình điểm qua cho anh em thôi. Đây là cái chương trình iRope mà nó sẽ diễn ra này. Đấy. Đây là Punix này. Punix là cái chương trình iRope mà chúng ta sẽ knock với Popper. Đấy, Popper rồi ở đây Candybomb nữa. Candybomb dành cho anh em trading ở trên này. Đấy các bạn có thể tham khảo, và đang có một chương trình giveaway dành cho anh em nữa nhé. Ok. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến anh em chương trình hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể rút được cái token Popper này về sàn Bitget, và hy vọng là thông qua hướng dẫn của mình thì anh em chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta có thể là hoàn thành được những bước đầy đủ để các bạn có thể nhận được cái lợi ích iRope. Bây giờ thì em xin nói lời chào và xin hẹn lại anh em trong video tiếp theo.